các cô chú, các anh chị báo chí đài, tất cả nghệ sĩ, anh em nghệ sĩ, ca sĩ mà đến đây và chung vui với đồng nhỏ Kim Tiểu Long trong cái MV phim ca nhạc là anh em bỏ nhau sau đành thương một chương hai này đó, là mọi người dành cho Long quá là tình cảm rồi. Cái tình cảm, cái tri ân này Long không thể nào quên được, bởi vì nghệ sĩ mà chúng ta được gặp nhau, chúng ta được tay bắt mặt mừng, chúng ta chụp nhớ nhau một hồi hình như thế, một thời buổi thế này là một cái điều hạnh phúc nhất rồi, không còn cái gì hơn nữa. Đó thời buổi mà, cho nên là cảm ơn tất cả cô chú anh chị, nhất là báo chí đài, sau đó là nghệ sĩ, các anh các chị nghệ sĩ của mình, trong đó có những là nghệ sĩ đàn anh đàn chị đàn em của Kim Tiểu Long, như là anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long là sư phụ của Kim Tiểu Long nè, đó là anh trai yêu quý nhất của mình là nghệ sĩ Linh Tâm nè, trong đó là có những ca sĩ như là nghệ sĩ đó, rồi em gái là Tú Sương nè, Trinh Trinh nè, Cát Tuyền nè, Thanh Thảo, Điền Trung nè, Hồ Quang Lộc nè, rồi rất 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 nhiều nè, rồi ca sĩ người mẫu hoa hậu Lâm Khánh Chi nè, đó, rồi nói tóm lại là rất 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 nhiều nữa, Hài Gia Bảo nữa, hôm nay Nhật Minh rồi đây Hài Gia Bảo, cảm thấy tiểu tên nó cũng kêu mày nữa, Hài Long, Hài Long, Hài Tông, Hài Long. Như đại ca vậy đó, cho nên là cảm ơn các anh chị báo chí đài, tất cả những người fan yêu mến của đồng nhỏ Kim Tiểu Long trong những năm vừa qua, dành cái tình ưu tiên ưu ái cho Long như thế này, hy vọng rằng chúc nhiều sức khỏe, chúc tất cả mọi người làm ăn phát tài, chúc vạn sự như ý và lúc nào cũng dành cái tình cảm yêu thương đồng nhỏ Kim Tiểu Long mãi mãi nha. Dạ, bây giờ mình bắn tiên với anh Kim Tiểu Long luôn nha. Các anh chị, 1, 2, 3. Ủa sao quay lại không mất? Bị dội lại rồi, Một, 2, 1, 2, 3, bắn tiên. Và xin cảm ơn những cái hình ảnh bắn tiên rất là dễ thương mà các anh chị đã cùng dành tặng cho anh Kim Tiểu Long ngày hôm nay. Và bây giờ không có để mọi người. Dạ. Bà con cô bác gì này, ngồi gì là mình lấy một cái shot đó là anh em bỏ nhau sau đành thua một người dưới hai Kim Tiểu Long đòi nhiêu đó dạ không? Nhưng mà anh phải ngồi ở giữa mọi người mới được, anh chịu không, anh chạy lên luôn dạ. Có nghĩa là Kim Tiểu Long á là rất là mong muốn mong muốn mọi người á là cùng là sẽ đồng tên bài hát là anh em bỏ nhau sau đành thua một người dưới hai. Rồi sau đó là gì nữa đâu, kia hả? Thua một người dân hai Kim Tiểu Long. Rồi anh em bỏ nhau sau đàn, thua một người dân hai Kim Tiểu Long. Rồi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc cho vui nha. 1, 2, 3. Anh em bỏ nhau sau đàn, thua một người dân hai Kim Tiểu Long. Xin cảm ơn những món hoa đi những trái tim rất là dễ thương mà các anh chị đã cùng nhau hô vang và dành tặng Kim Tiểu Long vào ngày hôm nay, và xin cảm ơn những món quà của tất cả các anh chị em rất nhiều. Thưa tất cả quý vị, thông thường á, thì các cặp chiếu phim á, là có yêu cầu là mọi người đừng quay phim. Tuy nhiên ngày hôm nay MV mới của Kim Tiểu Long là ngược lại, là quý vị càng quay Kim Tiểu Long càng vui. Cho nên là chị Vân mời quý vị chúng ta có thể là live stream nè, quý vị chúng ta có thể quay hình bình thường nha. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Còn giờ đây xin được xin chào, kính mời các anh chị chúng ta cùng với anh đồng nhỏ cùng ổn định chỗ ngồi để chúng ta sẽ cùng hướng về màn hình của cinema. Cinestar Quốc Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng vào ngày hôm nay. Dạ, ảnh theo kịch bản tụi em là ảnh phải hát sâu, nhưng mà bây giờ vui quá, thành ra ảnh quyết định là mấy chút xíu, còn mấy chút xíu, bật trọng ca chay ở đây luôn ạ. Bố đó ta cùng danh tặng. Video clip MV anh em bỏ nhau sau đành, Long sẽ hát trai một câu rồi mời tất cả ông bà cô bác anh chị cùng nghệ sĩ ca sĩ trong gia đình của mình nhìn lên màn ảnh ha. Cảm xúc luôn biết không? Rồi.
cùng dòng máu sinh ra. Vậy mà không yêu thương nhau, tính toán thiệt hơn, để cha u sầu, để mẹ buồn đau. Hay quá, và giờ đây xin mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ cùng hướng về màn hình và cùng dõi theo với MV ra mắt phim ca nhạc Anh Em Bỏ Nhau Sao Đành Thua Một Người Dân Hai. Chúc mừng trường là bởi vì do nơi là Long thấy là từ nhỏ tới giờ mình cũng rất nhiều cái nghiệp trên cuộc đời rồi, cho nên mình muốn ăn là để gì, để cho mình giải được những cái nghiệp của mình, những cái chuyện nhỏ chuyện lớn trong cuộc sống nhiều khi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, làm điều gì thì trong cái sự tâm linh nó nhẹ nhàng hơn, Phật pháp thương mình nhiều hơn vậy đó. Rồi cũng biết làm lành lánh dữ, cho nên là sau cái Thua Một Người Dân Một đó thì tới Thua Một Người Dân Hai là Anh Em Bỏ Nhau Sao Đành. Đây là một cái thông điệp mà Long đã biết giác ngộ, Long đã biết thức tỉnh, Long ăn chay trường, cho nên là Long biết là Long đem những cái lời ca, những cái ý đẹp. Bởi vì cái cuộc sống bây giờ nó rất là vô thường, quý vị thấy đó, thấy đó mất đó, được mất còn, hơn thua với nhau, nó chẳng được là cái gì hết trơn á. Cho nên Long muốn những cái thông điệp mà Long gửi đến tất cả quý vị khán giả trên mọi miền đất nước, những cái thông điệp mà cái xã hội bây giờ á, để nó rất là vô thường. Rồi báo chí đài đưa tin tất cả những cái sự sống bây giờ nó rất là loạn xạ, cho nên là mình Long muốn sau cái Thua Một Người Dân Một đã được sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả quý vị. Rồi tới Thua Một Người Dân Hai này là Anh Em Bỏ Nhau Sao Đành cũng là một cái thông điệp. Trong cái thời gian này, cũng thời điểm này, trong cái hiện tại này, Long muốn gửi gắm đến tất cả quý vị là khi mà xem được những lời ca tiếng hát của mình, đây là Long trải hết cái từng cái lòng của Long rồi, Long cũng đã rút hết tất cả mọi thứ bằng cái tâm cái quyết của mình rồi, Long tải đến tất cả quý vị khán giả. Hy vọng rằng những gì Long tải được thì quý vị khán giả sẽ nhận được, tất cả các anh chị em ở đây sẽ nhận được những cái gì mà thật lòng nhất của Long, Long thể hiện. Cảm ơn những chia sẻ của bạn Long cũng đã cùng chia sẻ. Thì hiện tại thì nếu mà trong cái khán phòng của mình có mấy trăm người, luôn cả tất cả quý khán giả, luôn cả nghệ sĩ, luôn cả tất cả những tình thương này, nếu mà có thương Long đó thì ngày hôm nay là cái sự họp báo, cái sự ra mắt MV mới đầu tiên mà được trọn vẹn thành công như thế này là cũng nhờ tất cả anh chị em báo chí đài, nghệ sĩ, là quý vị khán giả. Nếu mà có thương hơn nữa, chỉ còn một chút xíu nữa thôi để cho tới tay tất cả quý vị khán giả trên mọi miền vùng sâu vùng xa hơn nữa, thì hiện tại thì ở trên YouTube của Long là Kim Tiểu Long đã có đang phát hành MV Anh Em Bỏ Nhau Sao Đành rồi. Thua Một Người Dân Hai, nếu thương thì cho Long lì xì cho Long thôi, năm mới một lượt chia sẻ để tới tay mọi người nhiều hơn nữa. Yeah, vậy thì các anh chị hãy vào Kim Tiểu Long Official, chúng ta xem ở trên đó và chúng ta cùng chia sẻ để có thể cùng lan tỏa những cái điều ý nghĩa như thế này mà anh Kim Tiểu Long đã cùng chia sẻ để tất cả các anh chị em của chúng ta ở những khu vực khác nhau đều có thể cảm nhận được những giá trị mà chúng ta cùng dành cho những người thân yêu của mình. Long nói là Long là một người nghệ sĩ cải lương, nhưng mà Long hát cải lương thật sự đó, nhưng mà Long muốn mình á, khán giả đã yêu mến mình rất nhiều về bộ môn cải lương rồi, Long muốn thể hiện cho mình một cái điều, một tất cả các lĩnh vực, tất cả các bộ môn mà Long vô cùng muốn học hỏi nghệ sĩ, như là tất cả các cô chú anh chị, đàn anh đàn chị đi trước, từ ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, cho nên là Long muốn là mình làm cái gì thì phải ra cái nấy, hát cải lương thì phải ra cải lương, đóng phim thì phải ra đóng phim, còn bây giờ ca nhạc thì ít nhất thì bây giờ mình đã thể hiện MV ca nhạc thì phải ra ca nhạc, cho nên nếu mà cải lương thì Long sẽ không bao giờ bỏ được. Bởi vì đó là cái nôi, đó là cái nghề trong máu, trong tim của Kim Tiểu Long rồi. Cha sanh mẹ đẻ từ lúc mà mới rặn ra là đã nói về Kim Tiểu Long là đã cắt cải lương rồi. Cho nên là bởi vì tên Kim Tiểu Long là nghệ sĩ thôi, nghệ danh thôi, chứ thật ra mà đẻ ra các ép đó là coi như là đã mang cái kiếp cầm ca rồi. Ba má đẻ ra là đã mang cái kiếp là làm kép hát. Cho nên là Long có cái tên thật á, cái nghệ danh Kim Tiểu Long, nhưng mà cái tên thật là Trương Hoàng Kép. Đó quý vị thấy không, cái định mệnh của Long là đã làm kép hát rồi.
Cho nên thì cảm ơn em đã cho anh Long một cái câu hỏi này. Long muốn thể hiện một cái MV ca nhạc thì sẽ ra ca nhạc, dân ca sẽ ra dân ca, mà nhạc trẻ ra nhạc trẻ, trữ tình ra trữ tình. Còn cải lương thì không bao giờ bỏ được, cải lương vẫn tiếp tục, cải lương vẫn là số 1 của Long.